với tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, ở Tây Bắc nước ta. Dân tộc Mảng cư trú chủ yếu ở các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Mường Lai, Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Dân tộc Mảng ở nước ta có khoảng trên 2.600 người. Theo địa bàn cư trú, người Mảng tự phân biệt làm hai nhóm. Nhóm Mảng Gứng ở vùng cao, sống gần người Mông, người Hà Nhì, và nhóm Mảng Hệ sống ở vùng thấp gần người Thái. Ngoài tiếng mẹ đẻ, họ còn sử dụng tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Mông, Quan Hòa, Hà Nhì trong giao tiếp với người ngoài. Hiện tại, người Mảng vẫn là dân tộc chậm phát triển, cho dù người Mảng được xem là một trong những chủ nhân đầu tiên có công khai phá vùng đất này từ rất xa xưa. Không định cư lâu dài ở một nơi, cho nên làng của người Mảng khá đơn sơ, nhỏ bé, thông thường chỉ có từ 15 đến 20 nóc nhà. Nơi dựng làng của người Mảng thường trên mỏm đồi, sườn núi, gần suối nước hoặc nơi có nguồn nước. Tên bản vì vậy thường mang tên con suối hay nguồn nước nơi họ cư trú. Làng người Mảng ngày nay gồm những gia đình nhỏ phụ hệ thuộc các dòng họ khác nhau. Dân tộc này có tất cả 5 họ, mỗi họ đều theo chế độ ngoại hôn và tôn thờ con vật tổ của họ mình. Nhà ở của người Mảng, như chúng ta thấy, là những ngôi nhà sàn nhỏ được làm từ tre, gỗ rất sơ sài. Nhà có hai mái với cửa ra vào ở hai phía đầu hồi. Trên đầu nóc có bộ phận vểnh lên gọi là hình con thuồng luồng. Nam giới dùng y phục như các dân tộc xung quanh. Phụ nữ Mảng mặc áo cánh ngắn xẻ ngực, một tấm vải trắng có trang trí hoa văn choàng từ nách xuống đầu gối. Có lẽ đây là chi tiết đặc trưng ít thấy ở các dân tộc khác. Là tộc người có nguồn sống chủ yếu dựa vào kinh tế nương rẫy và khai thác tự nhiên, thời gian của người Mảng được tính theo tuần trăng. Thời điểm mùa vụ sản xuất được báo hiệu bằng một loại hoa nở hoặc tiếng chim kêu. Lịch một năm của người Mảng cũng có 12 tháng. Rừng, đốt rẫy, chọc lỗ, tra hạt là phương thức canh tác chủ yếu của người Mảng. Công cụ chỉ có con dao, cây rìu, cây gậy nhọn, hòn đá để tạo ra lửa. Họ mới biết dùng cuốc chưa lâu lắm. Trên rẫy, người Mảng trồng lúa, ngô, sắn, bầu, bí, vân vân. Vào mùa làm nương rẫy, tất cả mọi thành viên trong các gia đình đều ra nương rẫy. Sinh hoạt của họ chủ yếu ở ngoài nương rẫy. Trước kia, họ sống theo tập quán du canh du cư, thu nhập bấp bênh, cho nên một phần quan trọng cậy nhờ hái lượm săn bắn. Về sau, họ đã học làm ruộng nước, nhưng ruộng ở đây không nhiều. Người Mảng là dân tộc có vốn văn nghệ dân gian tương đối phong phú. Trong những dịp đám cưới, làm nhà mới, ăn Tết sau thu hoạch lúa nương hay lễ gieo hạt, nam nữ thanh niên thường hát đối đáp tập thể. Họ có nhạc cụ bằng tre nứa đệm theo những bài hát dân ca trữ tình, có chiêng, trống, các loại đàn, sáo, khèn phục vụ nhu cầu âm nhạc của họ. Người Mảng còn có loại sử thi kể về thuở sơ khai của tổ tiên, trong đó chuyện sỏng Mảng, nghĩa là chia đất, được nhiều cụ già Mảng thích nghe nhất. Tuy còn không ít khó khăn,
Nhưng so với thời còn bị các chúa đất thống trị trước kia, người Mản đã đổi đời từ mọi mặt. Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số và với miền núi đang tạo điều kiện giúp người Mảng từng bước tiến lên ấm no hạnh phúc.